Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát trên chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi vào năm 2021 Tân Sửu. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều đó có phải đáng quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể về quẻ luận tình duyên, công danh sự nghiệp cũng như các thông tin liên quan đến bản mệnh tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong năm 2021 Tân Sửu này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi năm 2021 của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 dự đoán, đối với những người có ý định bắt đầu một doanh nghiệp mới, năm 2021 là phù hợp nhất với bạn. Kế hoạch sẽ thành công, bạn sẽ có rất nhiều người giúp đỡ để thành công. Những người độc thân thì sẽ sớm có được người yêu. Tình yêu may mắn và sự nghiệp song hành cạnh nhau. Những người sinh năm 1993 sẽ có một gia tài thịnh vượng vào năm 2021. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên, bạn sẽ kiếm thêm từ bạn bè và vé số. Có điều quan trọng là bạn cần phải tránh xa những kẻ tham lam, trong sự nghiệp dễ được thăng chức nhờ siêng năng và chăm chỉ. Đối với vận may trong tình yêu thì tuổi Dậu độc thân sẽ gặp được ý trung nhân, vì vậy cần phải nắm bắt cơ hội. Theo như dự đoán may mắn, tuổi Quý Dậu đang trong tình yêu sẽ bước vào hôn nhân trong năm nay. Điều quan trọng nhất là đừng rất kén chọn và trân trọng người đi cùng với bạn hiện tại. Vận may về sức khỏe khá là tốt và năm 2021 có thể sẽ sinh em bé, vì vậy điều quan trọng là phải chăm sóc bản thân và thai nhi. Trong năm 2021, tuổi Quý Dậu 1993, Thái Tuế hình thành cục diện Dậu Sửu bán hợp kim cục. Về tổng thể, bản mệnh có một năm làm việc vất vả, lao lực nhưng nhân duyên vượng, thích hợp tham gia vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật, xây dựng, kế hoạch. Tuổi này có thể tìm được cơ hội để phát huy tài hoa và năng lực, tuy nhiên thì tình hình sức khỏe, đặc biệt là hệ thống hô hấp không được tốt. Năm Tân Sửu, tuổi Quý Dậu 1993 sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy tài năng vẫn giấu kín suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mình mong muốn. Thế nhưng, để có thể đi đến thành công, chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều chông gai vất vả, tốn nhiều tâm huyết, chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng muốn hưởng thành quả. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, hóa giải các xung giáp do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, do tác động của thương quan chủ yếu gây ra những mối bất hòa tai ương, khiến cho mệnh chủ tính tình nóng nảy, nên trong năm nay tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, có những lúc kiêu ngạo coi thường ý kiến của mọi người, nóng nảy, dễ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, đồng thời sức khỏe có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì bản mệnh cũng không nên thường xuyên đi tới những khu vực ẩm ướt như là sông ngòi, hầm lò hoặc những khu vực có âm khí nặng, nếu không muốn vận thế bị ảnh hưởng cũng như là sức khỏe bị giảm sút. Đương nhiên, dưới tác động tích cực của cục diện Dậu Sửu bán hợp, trong năm 2021, bản mệnh sẽ có trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn, có thể đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc. Để bổ trợ cho thân mệnh, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Dự đoán tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thường thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch.
năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ thổ tương hợp khiến cho thổ khí quá vượng, dẫn đến mệnh chủ gặp phải những bệnh tật liên quan đến đường tiêu hóa, nhất là bệnh về dạ dày. Bước vào năm Tân Sửu, vận thế của tuổi Quý Dậu khá là ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ huênh hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi. Mệnh chủ có các mối quan hệ xã giao rộng, nhân duyên cũng khá tốt, song cần phải chú ý phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu, đừng để mình tin theo lời kẻ xấu mà đầu tư khoản tiền lớn vào nơi không đáng tin cậy. Cũng đừng hiểu lầm người tốt mà khiến cho quý nhân xa dần. Mách 12 con giáp cách đối phó kẻ tiểu nhân hiệu quả ngay tức thì, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Pháp khí phong thủy này giúp bạn tăng cường quý nhân, nhân duyên, hóa giải thị phi và tăng cường tài lộc cho mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Trong cuộc sống hàng ngày thì nên học cách kiểm soát cảm xúc cho tốt, dù gặp chuyện gì cần phải bình tĩnh, quan trọng thì cần phải bền bạc cùng với người khác, chứ đừng tự ý quyết định. Chớ nóng vội, cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ, đừng bốc đồng sốc nổi mà hỏng việc. Về phương diện sức khỏe thì mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nên sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ, nên chọn đồ thanh đạm, hạn chế ăn uống ở vỉa hè hay là những nơi không hợp vệ sinh. Nam mệnh 29 tuổi gặp sao thổ tú chiếu mệnh, cần đặc biệt chú ý đến miệng lưỡi thị phi, mọi việc đừng khăng khăng ý kiến của bản thân, thách thức quyền uy. Nữ mệnh 29 tuổi gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, cần đặc biệt chú ý tới các vấn đề sảy thai, khó sinh, đồng thời cẩn thận các bệnh liên quan đến da. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 sẽ có một vận may rất tốt vào năm 2021. Trong tài lộc thì bạn sẽ kiếm thêm nhiều tiền từ bạn bè hoặc các khoản đầu tư từ bên cạnh mức lương ổn định. Trong khía cạnh của sự nghiệp, có thể được thăng chức hoặc tăng lương trong thời gian này. Hầu hết các bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao từ các nhà lãnh đạo vì năng lực và làm việc chăm chỉ. Trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm, bạn có thể gặp được người yêu tương lai và nên theo đuổi tình yêu một cách dũng cảm, kiên nhẫn. Mối quan hệ của chú Dậu thì đã kết hôn, vợ chồng sẽ được cải thiện rất nhiều trong năm nay. Yêu thương, trân trọng ngày càng nhiều hơn. Nói chung, bạn sẽ khỏe mạnh vào năm 2021, tuy nhiên thì một số người có thể ở trong tình trạng sức khỏe kém, vì vậy cần phải đến phòng tập thể dục và giữ dáng. Về sự nghiệp của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong năm Tân Sửu. Với may mắn trong công việc, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có xu hướng được thăng chức trong năm nay. Bạn sẽ thấy dễ dàng đạt được nhiều thành tích trong công việc và có những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Tuy nhiên thì nên hành động cẩn trọng trong giao tiếp giữa cá nhân để tránh làm mất lòng đồng nghiệp. Nếu có ý định thay đổi công việc, cần phải quyết đoán thích nghi với môi trường càng nhanh càng tốt. Chỉ khi bạn có mối quan hệ tốt làm việc theo nhóm thì mới có thể có tiến bộ hơn trong tương lai. Đối với tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, tự làm chủ hoặc là điều hành một doanh nghiệp, sự nghiệp cũng có thể phát triển tốt trong năm nay. Bạn có thể tận dụng sự may mắn để xây dựng thương hiệu, giành được sự khen ngợi của công chúng. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, tốt hơn hết là nên đeo vòng tay có ký hiệu Dậu, dấu hiệu của con gà, có thể giúp đỡ bí mật giúp bạn có được bước đột phá trong sự nghiệp. Ngoài tam hợp quý nhân thì lại gặp được Bát Bạch cùng hợp Thái Tuế. Đây là hai sao đều có thể thúc đẩy vận thế sự nghiệp. Tướng tinh là các thần chủ về sự nghiệp mà trong sự nghiệp quan vận có liên quan mật thiết với nhau. Chính vì thế mà về mặt công việc sẽ có cơ hội phát triển rất mạnh mẽ, cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Trong công việc được Bát Bạch giúp đỡ, sự nghiệp sẽ phát triển không ngừng, không gian phát triển sự nghiệp rộng lớn, tiền đồ sáng lạn, quyền lực và thu nhập đều tăng. Thực tế thì công chức phát triển thuận lợi nhất. Được hợp Thái Tuế tương trợ, mọi việc của mệnh chủ tuổi Quý Dậu 1993 đều thuận lợi, từng bước lên cao. Nếu có thể nắm bắt cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo, tiền đồ tương lai càng thêm tươi sáng.
Về học tập thì chịu ảnh hưởng của bát bạch, dễ dàng tự cao, học tập không chăm chỉ, vận thi cử không thuận. Năm nay sẽ là một năm sự nghiệp đắc cách, vì vậy cần sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn bát bảo tâm kinh để mọi việc được hanh thông. Tài lộc của tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993 vào năm Tân Sửu. Năm 2021, Quý Dậu sẽ gặp sao bát bạch tài tinh, lại thêm cục diện Dậu Sửu bán hợp cùng trợ lực, nên đường tài lộc của tuổi Quý Dậu sinh năm 93 cực kỳ lý tưởng, đặc biệt là trong các tháng 4, 5, 6, 8, 11, 12 âm lịch là những tháng vượng địa của bộ tam hợp này. Nếu gặp được những cơ hội mạnh mẽ tiến lên, hợp tác với các tuổi Quý Dậu sinh năm 93, sẽ thực hiện được trong tháng này sẽ đắc tài đắc lộc, mã đáo thành công. Vì thế mà phương diện tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kinh tuế. Tuy nhiên thì đạt được như lý tưởng thì cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Mặt không tốt là do ảnh hưởng của đại hao, cần phải cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc, thậm chí là phá sản. Về mặt tài vận, Thái Tuế Sửu Thổ là tỷ kiên của mệnh chủ Quý Dậu sinh năm 1993, hơn nữa hợp Thái Tuế có Túy Quý Nhân chỉ lối dẫn đường, biết cách làm giàu, tiền tài không ngừng tích lũy, nên mệnh chủ tuổi Quý Dậu 1993 năm nay tam hợp Thái Tuế, lại có cát tinh, sự nghiệp hợp Thái Tuế nhập mệnh, có thể thông qua việc mở rộng tích cực sự nghiệp cùng không ngừng sáng tạo cái mới sẽ tăng thêm thu nhập. Để tăng cường thêm tài vận, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn vòng tam hợp Quý Nhân, Tỵ, Dậu, Sửu theo sự hướng dẫn tư vấn của chuyên gia phong thủy. Ngoài ra thì bản mệnh có thể tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời, đến những nơi có không khí trong lành để thư giãn, giảm thiểu áp lực, lấy lại tinh thần làm việc. Các mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong năm 2021 Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý vào tháng Tân Mão, dương lịch từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 tới ngày 11 tháng 4 năm 2021, tức từ mùng 1 tháng 2 cho đến ngày 30 tháng 2 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì gia chủ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành thì có thể gây ra ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tình duyên của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 vào năm Tân Sửu. Những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 sẽ rất may mắn trong mối quan hệ yêu đương, tình cảm trong năm 2021, có mối quan hệ có thể kết hôn trong năm nay. Nếu còn độc thân có thể hy vọng tìm được một người phù hợp, bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu đã kết hôn, xin vui lòng nói chuyện nhiều hơn với bạn đời của mình vì một gia đình ổn định và hỗ trợ mạnh mẽ cho sự nghiệp. Trong khi đó thì hãy giữ một khoảng cách nhất định với những người khác giới xuất hiện xung quanh hoặc có thể bị hiểu lầm. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp thân, đối với nam độc thân mà nói có thể hôn nhân tương đối vượng, thoát khỏi độc thân không phải là chuyện khó. Nếu có thể chủ động xuất kích, đời sống tình cảm năm nay sẽ bất ngờ và lãng mạn. Là năm hợp Thái Tuế, đào hoa của mệnh chủ tuổi Quý Dậu 1993 tăng lên. Người độc thân tuổi Quý Dậu có thể thông qua xã giao, du lịch, công tác để gặp các mối nhân duyên bất ngờ. Người đang yêu thì tình cảm có thêm một bước mới, ngọt ngào, mỹ mãn, nhưng nước đầy ắt tràn. Mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, hưởng thụ vận đào hoa rất vượng, cần chú ý đào hoa ảo. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ, để tránh ảnh hưởng đến danh dự của bản thân cùng với sự ổn định của gia đình. Nhưng do thương quan bất lợi cho phu tinh, nữ mệnh kết hôn tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 vẫn cần thời gian kiên nhẫn chờ đợi duyên tốt xuất hiện. Để tăng cường thêm nhân duyên và gắn kết tình cảm vợ chồng, bạn nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp Quý Thần, Tỵ, Dậu, Sửu theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để tăng cường tài lộc, hòa hợp vợ chồng, cũng như là tăng cường đào hoa vận cho người độc thân.
về sức khỏe của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 vào năm Tân Sửu. Sức khỏe trong năm nay thì có thể tràn đầy năng lượng và thường tham gia các hoạt động khác trong thời gian rảnh rỗi. Điều này cho phép bạn tràn đầy năng lượng, những gì cần làm thì phải giảm thức khuya, có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể. Về sức khỏe thì tuổi Quý Dậu 1993 chịu ảnh hưởng của Bạch Hổ, Phi Liêm và Đại Sát. Sức khỏe không được tốt, bệnh tật khá nhiều. Hơn nữa, năm nay bị thái tuế tiết thân, ngũ hành thủy quá vượng, dễ mắc các bệnh về hô hấp cùng hệ tiết niệu. Bởi vậy, cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe. Về mặt an toàn, mệnh chủ tuổi Quý Dậu 1993 khi mà điều khiển phương tiện giao thông cần chú ý an toàn giao thông, không thể xem nhẹ luật lệ giao thông mà tùy ý vi phạm. Hơn nữa, tránh lái xe lúc mệt mỏi, bằng không sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm nay bị thái tuế tiết thân, ngũ hành lại quá vượng, ảnh hưởng của Bạch Hổ, Phi Liêm cùng Đại Sát không thể coi thường. Hết sức tránh đi du lịch xa hoặc hoạt động thám hiểm bên ngoài. Nếu phải đi làm việc xa thì tốt nhất thông qua vật phẩm cát tường được chuyên gia phong thủy may mắn tư vấn, đặt ở thời điểm xuất hành có lợi. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung sát, mang lại bình an may mắn cũng như sức khỏe cho mình. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Quý Dậu nam mạng Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi ưu phiền, ngủ không ngon giấc, hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Mệnh chủ tuổi Quý Dậu nam mạng vào năm Tân Sửu gặp phải hạn ngũ mộ. Người gặp hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn, đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng mà không được bảo hành. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền tốn của, bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp dẫn đến thiệt hại về tài chính của mình. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Quý Dậu nữ mạng, sao Vân Hán chiếu mệnh. Sao Văn Hán chiếu mệnh đàn ông hay đàn bà mà gặp sao này làm ăn mọi việc trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Gặp tai tinh, bị kiện thừa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Do vậy mà bị sao Văn Hán chiếu mệnh cần phải cẩn trọng trong lời nói, tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến những kiện tụng cò bót. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Những người sinh năm Quý Dậu có khả năng thích nghi cao và có trực giác tốt, có tính cẩn thận, chỉ hành động khi mà đã cân nhắc kỹ lưỡng, do đó mà tuổi này thường gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuổi Quý Dậu có khả năng làm lãnh đạo vì họ biết lắng nghe, cân nhắc quan điểm của người khác, chứ không khăng khăng hành động theo ý kiến cá nhân, do đó mà được cấp dưới tôn trọng, ngưỡng mộ. Thông minh và thực tế, cho nên họ biết cách vận dụng sức mạnh của tập thể để mang lại thành công cho bản thân mình. Quý Dậu ngoan ngoãn, trầm tính nhưng lại sắc bén hơn so với các mệnh chủ tuổi Dậu còn lại. Tuy nhiên thì có một điều khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu với tuổi Quý Dậu, đó chính là thường hay chỉ trích gay gắt người khác. Tuổi nhỏ thì nam giới tuổi Quý Dậu có cuộc đời nhiều thăng trầm, tuy nhiên từ năm 30 tuổi trở đi thì phần tài lộc tạo ra có phần dễ chịu hơn, cùng với đó cuộc sống bắt đầu đi lên. Tuy cuộc sống của nam giới tuổi Quý Dậu có nhiều thăng trầm, song phần cá nhân có thể sung sướng, không bị nhọc nhằn về mặt thể xác nhưng lại có nhiều khổ tâm về mặt tinh thần. Có nhiều lúc bạn mất hẳn thị sự tự tin và khả năng của mình. Con đường công danh của nữ giới tuổi Quý Dậu lên bổng xuống trầm. Phần gia đạo có nhiều điều tốt đẹp, đầy đủ. Thời kỳ tiền vận và trung vận có hơi chút bê bối, nhưng xét toàn diện là khá tốt đẹp. Thời kỳ tiền vận và trung vận thì cuộc sống của nữ giới tuổi Quý Dậu không được tốt, nhưng vào thời kỳ hậu vận được an nhàn sung sướng, sẽ được sống trong cảnh giàu sang phú quý. Từ 24 cho đến 26 tuổi. Năm 24 tuổi, cuộc sống có phần phát triển về tài lộc, những tháng 6 và tháng 8 sẽ có hoạch tài, thâu lượm được nhiều kết quả về nghề nghiệp. Tháng 12 hơi khó khăn một chút. Vào tuổi 25, khá tốt, tuổi này vào đầu năm thì tốt, làm ăn thâu lượm kết quả, nhưng trong gia đạo bất an.
những tháng cuối năm vẫn bình thường. Tuổi 26 không được tốt vào tháng riêng và tháng 2. Những tháng khác thì được tốt, từ tháng 8 trở đi làm ăn khá, tài lộc dồi dào, gia đình êm ấm. Từ 27 cho đến 31 tuổi. Vào tuổi 27 thì chọn năm hoàn toàn phát đạt, tuổi 28 hay đẹp về đường công danh lẫn tài lộc. Những tháng 5, 6 thì đại kỵ đi ra, giao dịch tiền bạc sẽ mất. Năm 29 tuổi chỉ toàn mức độ trung bình, việc làm ăn không được khá. Tuy nhiên, về tài lộc tình cảm được yên, không hao tốn và cũng không thông nhiều lợi. Năm 30 và 31 tuổi, những tháng đầu năm của tuổi 30 có đại nạn nên cẩn thận đề phòng trong sự giao thương và xuất hành vào những tháng đầu năm. Tuổi 31, toàn năm bình thường, mọi việc đều ở mức tình trạng bình thường mà thôi. Từ 32 cho đến 40 tuổi thì khá đẹp, có thể làm ăn được khấm khá tiến triển, mọi sự toàn vẹn. Năm 35 tuổi thì có kỵ vào tháng 9, không nên xuất hành đi xa hay là có đau bệnh bất ngờ. Năm 36 và 37 tuổi có sự suy sụp đôi chút về vấn đề tài lộc, tình cảm, có thể phát triển khả năng nghề nghiệp. Nhưng đề phòng tiền bạc, coi chừng hao tài tốn của. Năm 38 và 39 tuổi, tinh thần bị dao động mạnh, gia đạo không có yên ổn như mọi năm. Năm 40 tuổi khá yên tĩnh về tâm trí, cũng như là tài lộc lẫn tình cảm gia đình. Từ 41 cho đến 45 tuổi, thường hay đau bệnh, xung khắc và đại hạn vào tháng 10, đề phòng tháng này có đại tang. 42 và 43 tuổi không xảy ra việc gì quan trọng. Năm 42 tuổi có hao tài đôi chút. Năm 44 và 45 tuổi khó khăn về tiền bạc, không nên đi xa hay phát triển làm ăn vào 2 năm này. Dễ bị thất bại mà không thâu lượng được nhiều kết quả mà mình mong muốn. Từ 46 cho đến 50 tuổi, khoảng thời gian này không có nhiều may mắn về nghề nghiệp, công danh. Có thể làm ăn vào mức bình thường, không nên đi xa hay giao dịch tiền bạc, sẽ bị mất trong những năm này, gia đạo bất an. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.